Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một phân khúc vua bán tải. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger Raptor 2021 siêu lướt hơn 1 vạn km này quý vị và các bạn nhé. Và cái màu này là cái màu xám xi măng đang rất hot, hot nhất hiện nay đây quý bạn ạ. Không những ô tô mà xe máy đều rất là hot cái màu xám xi măng này. Và thưa với quý vị và các bạn, ở đặc biệt ở chiếc xe vua bán tải này, đó là đăng ký biển A quý bạn nhé. Tức là biển A là biển không niên hạn sử dụng, thuế như xe con, thuế 12% như xe con. Chính vì vậy cho nên là chiếc xe này giá tương đối là cao, bây giờ là giá tương đối là cao quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị các bạn, ở phân khúc Raptor này thì là option rất là nhiều rồi quý bạn ạ, đầy đủ rồi. Từ khóa thông minh, đè nổ, start top đến cái khóa của thùng cũng là điều khiển là điện nữa. Nắp thùng là khiển điện này. Và trang bị rất là nhiều option, từ đèn pha bi xenon này cho đến đèn led ban ngày này, và ghế điện này, rồi thì sang số thể thao trên vô lăng, cruise control, cảnh báo lệch làn, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Tức là option của chiếc xe này rất là nhiều rồi quý bạn nhé. Và lốp đây quý bạn ạ, cả một cái dàn lốp này là còn nguyên bản hết nhá, lốp xưa cua cũng còn chưa dùng cơ, còn mới nguyên vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 1 vạn thôi. Siêu lướt, sản xuất năm 2021 quý vị và bạn nhá. Và thưa với quý vị và bạn, chắc quý vị và bạn cũng đã biết bây giờ trong hãng là đang hết hàng rồi. Nếu như quý vị và bạn muốn sở hữu một chiếc xe mới như này thì thứ nhất là phải đặt đến năm quý 1 năm 2023 mới được nhận xe. Và hơn nữa là bây giờ nếu như xe mới bây giờ đăng ký vẫn không được đăng ký biển A nhé, và đăng ký biển C. Biển C tức là như những chiếc xe bán tải bình thường khác có niên hạn sử dụng quý bạn ạ. Đấy, khác biệt ở chiếc xe Raptor 2021 siêu lướt này, nó như vậy ạ, đăng ký biển A và không niên hạn sử dụng. Và thưa với quý bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và bảo hành, bảo dưỡng tại hãng đầy đủ. Chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn các bạn nhé, vì đăng ký cuối năm 2021 cơ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Raptor 2021 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Ford Ranger Raptor 2021 siêu lướt này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Raptor 2021 siêu lướt hơn 1 vạn km này quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn, cũng là về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này nhé. Chiếc xe này là màu xám xi măng. Màu xám xi măng đang rất là hot tại thời điểm này quý vị và các bạn nhé. Tất cả từ những cái chiếc xe máy cũng bây giờ đang rất hot cái màu này ạ. Màu rất là đẹp. Riêng ở những chiếc xe Raptor thì chỉ có màu đen và màu xám là đều đẹp thôi quý vị bạn nhé, chứ còn những cái màu khác thì không đẹp. Nhưng mà cũng là một phần là do sở thích của tùy từng người một khác nhau quý vị bạn ạ. Đấy, và đặc biệt là chiếc xe này là siêu lướt, mới lăn bánh được có hơn 1 vạn km thôi, cho nên là cái dàn lốp còn nguyên bản và còn rất là mới đây quý vị bạn nhé. Đấy là cái dàn lốp này, từ những cái lòng dè đều rất là mới này. Dàn lốp này là đều được sản xuất năm 2021 luôn quý vị bạn nhé. Và còn rất là mới đấy ạ, rất là dày, chưa có vấn đề gì cả. Cái dàn lốp này thì hơn chục vạn, không vấn đề gì cả, mà mới chạy có hơn vạn thôi quý vị bạn ạ. Đấy, dàn lốp này tất cả đều là sản xuất năm 2021 luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và rất là đẹp đấy ạ. Từ những cái phần lòng này, sắt xi này đều rất là mới này, cho đến những cái phần gầm đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, chưa có bị làm sao cả đâu ạ, rất là mới này, không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng này. Đấy, lốp xưa cua cũng còn nguyên, lốp xưa cua còn nguyên chưa dùng quý vị bạn nhé. Đấy, lốp xưa cua rất là dày này. Đấy, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Từ những cái giảm sóc này cho đến tất cả những con ốc ở trong cái gầm này đều rất là mới luôn. Đấy, và lốp bên này cũng là sản xuất năm 2021 luôn này.
Đấy, Deadloop đều 2021 và còn rất là mới, rất đẹp như này đấy ạ. Một chiếc xe siêu lướt, không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng đâu. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối chiếc xe này nhé, còn bảo hành tại hãng cơ ạ. Đấy, Deadloop này, 2021 lớp su cua mới tinh chưa hả. Đấy, lòng re rất là đẹp, từ những cái bậc cửa này cũng còn chưa xước cơ, rất là đẹp. Nhìn về cái phần tổng thể, về cái phần bên ngoài, những cái phần nước sơn này còn nguyên bản luôn quý vị và bạn nhé, chưa có bị xước sát gì đâu ạ. Đấy, rất là đẹp này, nước sơn zin nguyên bản của xe còn nguyên quý vị và bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Nhìn về cái phần đầu cũng rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái phần gầm này tôi quay rất chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem nhé, tại vì là rất nhiều khách hàng ở xa, ở tỉnh xa chưa có thể về Hà Nội để xem được ngay, thì tôi phải quay chi tiết như này để cho quý vị và các bạn cùng xem để tự đánh giá được cái chất lượng cho chiếc xe này. Đấy, rất là đẹp luôn. Mặc dù là chiếc xe này là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu nhá, tôi vừa mới mua về được cái là tôi rửa thôi, mới rửa được cái bên ngoài thôi chứ còn chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, và xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn daylight, tức là đèn led ban ngày đấy ạ. Đấy, bên dưới là đèn gầm này, rất là đẹp này, cụm ca lăng rất là hầm hố. Dòng xe bán tải này nó là thuộc phân khúc xe địa hình cho nên là rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và ở cái phiên bản Raptor 2021 này thì nó là dòng vua bán tải rồi. Cụm đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, phía bên dưới là đèn gầm, toàn bộ hệ thống đèn rất là cao cấp. Đấy, là phần đầu, đây là cái phần đầu nhé. Và gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, với cái bậc cửa, đây là bậc cửa kim loại các bạn nhé, rất là chắc chắn này. Raptor 2021. Đằng sau là cái cụm đèn hậu đây quý vị bạn nhé, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới. Đấy, rất là đẹp luôn. Cụm đèn hậu rất là đẹp, chưa có bị va chạm gì cả này. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi nguyên bản theo xe. Đây là cái phần camera lùi nguyên bản theo xe. Phía bên dưới là có cảm biến lùi. Đấy, cảm biến lùi, tất cả cái này là cũng đều nguyên bản của xe hết quý bạn nhé. Chủ xe đã lắp thêm cái nắp thùng cuốn. Nắp thùng cuốn này là cũng điều khiển điện luôn quý bạn nhé, khiển bằng bấm nút bấm khiển điện đấy ạ. Lát nữa tôi cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, rất là đẹp. Một phiên bản Raptor 2021 siêu lướt hơn 1.000.000 km đấy ạ. Ở cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, đều rất là đẹp luôn này. Rất là mới nhé. Phần bên trên này là nó không có keo, nó chỉ có dập tôn như thế này thôi. Đấy, phía bên dưới mới là keo. Như bên ngoài nó còn nguyên bản thì bên trong này nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên rồi quý bạn nhé. Bên trong cũng còn nguyên bản đấy. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả nhưng chiếc xe này nó rất là mới. Đấy, rất là mới luôn quý bạn nhé. Khóa tôi đang để ở ngoài cái cửa kia. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ những cái vô lăng cần số này, ghế điện này. Đấy, ghế điện và ghế da cao cấp quý bạn nhé, ghế da cao cấp xen lẫn pha lẫn với nỉ ở giữa. À không phải nỉ, xin lỗi quý vị và bạn, tôi cứ hay nhầm nỉ, cái này nó là da lộn đấy ạ. Đấy, da cao cấp và kết hợp với da lộn ở giữa quý bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp luôn. Một phiên bản Raptor với option thì rất là nhiều, tí nữa thì tôi sẽ lên xe giới thiệu về cái option cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, có cả cảnh báo. Đây là cụm điều chỉnh đèn này. Rất là nhiều các option mà tôi phải nghiên cứu thì là mới biết được, chứ là nhiều cái là tôi vẫn chưa biết được đâu ạ. Đấy, cái nhìn cái vô lăng này thì quý bạn biết được rất là nhiều cái tính năng để điều khiển ở trên cái vô lăng này rồi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và bạn cùng xem. Cũng giống như vậy thôi. Cánh cửa phía sau này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Từ những con ốc, ốc bản lề này còn nguyên hết này. Đấy, ốc bản lề này là còn nguyên hết luôn nhé, chưa có con ốc nào tháo cả. Đằng sau này cũng đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, trải sàn da, chủ xe cũng đã trải sàn da rồi. Và đây là cái bộ lót sàn cao su xịn. Đấy, lót sàn cao su xịn.
Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong xe nhá. Xe thì tôi cũng đã nổ máy lên rồi để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây là cái đồng hồ công tơ mét này. Đồng hồ công tơ mét này là chúng tôi cam kết đồng hồ chuẩn không tua nhá, 1.700.000 km đấy ạ. Vì chiếc xe này là đang bảo hành bảo dưỡng tại hãng cho nên là không tua đồng hồ, mà thứ nhất nữa là như vậy, thứ hai nữa là cái xe này nó chạy hơn 10.000 thì quá ít, không đến nỗi mà phải tua đồng hồ quý bạn ạ. Đấy, và điều đặc biệt đây quý bạn xem ở cái vô lăng này, vô lăng nó rất là nhiều cái điều khiển như thế này, chứng tỏ là nó rất là nhiều tính năng này. Ví dụ như bên đây là cruise control, điều kiểm soát hành trình, ga tự động đấy ạ. Đấy, và sang số thể thao trên vô lăng đã có rồi. Và nhìn vào cái đồng hồ này thì quý bạn thấy được là nó còn nhiều cái option nữa, ví dụ như là cảnh báo lệch làn này, cảnh báo tiền va chạm này, tức là cảnh báo va chạm đấy ạ. Đấy, rất là nhiều option cho chiếc xe bán tải này nhé. Mặc dù là bán tải nhưng option thì nhiều chiếc xe con bằng tiền, bằng tầm tiền mà không nhiều option bằng đâu ạ. Đấy, màn hình giải trí đa phương tiện đây. Đấy, màn hình giải trí đa phương tiện này, kết nối cả CarPlay với Apple Play đấy ạ. Đấy, và khóa thông minh, đề nổ start top và điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Và xe cũng đã được trang bị động cơ 2.0 biturbo hai cầu luôn quý bạn nhá, chạy hai cầu đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe vua bán tải. Đấy, rất là mới như này quý bạn ạ. Chủ xe cũng rất là cẩn thận, trải cả cái tấm phủ táp lô này, nhưng mà bây giờ tôi đang quay là tôi bỏ ra để cho quý bạn xem là cái táp lô nó còn mới như này đấy ạ. Táp lô khâu ra mới như này đi quý bạn nhé. Đấy, tôi phải bỏ cái phủ ra để cho quý vị các bạn xem. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe bán tải Raptor 2021 siêu lướt, rất đẹp như này đấy. Tất cả là còn nguyên bản quý bạn nhé. Chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đấy, bây giờ thì tôi lại tắt tạm thời, tắt cái máy đi và tôi sẽ ra ngoài để giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn về cái phần bên ngoài. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cốp sau của chiếc xe này quý bạn nhé. Đấy, cốp sau cũng còn nguyên bản hết này. Và cái phần thùng sau này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, ông chủ mua chiếc xe Raptor bán, tuy là bán tải như hơn tỷ này, cho nên là gần như những ông chủ mua chiếc xe này là không chở đồ mấy đâu ạ. Đấy, chiếc xe này là không chở đồ thế nào, lại còn nguyên bản và chưa có một cái vết xước nào ở cái thùng sau này các bạn nhá. Chỉ có hơi bẩn một chút thôi này, hơi bẩn chứ không có xước, và còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái phía sau này đâu các bạn ạ. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới. Đấy quý vị các bạn nhá, tất cả những con ốc ở trong này là đều còn nguyên hết. Và xe cũng đã được trang bị là cái nắp thùng cuốn. Nắp thùng cuốn này là đều điều khiển điện luôn quý bạn nhé, có thể đóng mở bằng điện này. Đấy, điều khiển đây là điều khiển của xe này, điều khiển này, điều khiển thùng này, nắp thùng này. Đấy, tôi có thể điều khiển nắp thùng bằng bấm. Đấy, hoặc đóng lại này. Đấy, rất là nhàn quý vị các bạn ạ. Đấy, bấm bằng tít tít là đã đủ rồi và đóng lên. Cái đóng cái nắp thùng này nó cũng có trợ lực cho nên là rất là nhẹ quý vị bạn nhé. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đóng cái nắp thùng cũng nhẹ lắm, nhẹ tay lắm ạ. Chị em phụ nữ cũng có thể đóng được cái nắp thùng này ạ, vì là cái thùng này nó nhẹ lắm, nó có trợ lực. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết này. Từ những cái mép cánh cửa này cho đến keo chỉ của cánh cửa này là đều nguyên bản hết này. Đấy, tắp bi cánh cửa rất là đẹp quý bạn ạ. Và cái tắp bi của cái cánh bán tải nó dày như thế này đấy ạ. Quý vị các bạn xem nó dày như thế này thì mới biết được là đi nó an toàn như thế nào và nó cách âm cách như thế nào. Đấy, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên này. Đấy, còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất thì rất là đẹp rồi. Trần này là màu đen, nhìn bên trong nó hơi tối một chút thôi nhưng nó lại rất là sạch quý vị các bạn ạ. Những ai mà không giữ gìn được sạch thì đi xe màu đen này thì yên tâm. Đấy, ghế này rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, ghế còn rất là mới, đằng sau này ít người ngồi đến, gần như là không có người ngồi đâu. Đấy, rất là mới. Lót sàn xịn này, lót sàn xịn của xe đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy thôi, tất cả là còn đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Chưa có một dấu hiệu của sự va chạm nào cả này, còn rất mới này. Tắp đi cánh cửa này cũng còn rất là mới này.
keo chỉ này còn mới nguyên này, ốc bản lề còn nguyên hết luôn quý bạn nhá, từ ốc bản lề ốc tai này này còn nguyên hết này, chưa có dấu hiệu, chưa có một cái vết tháo nào cả đấy, điều này là chứng tỏ là còn nguyên bản hết nhá. Sách hướng dẫn trong cốp đây quý bạn này, sách hướng dẫn trong cốp này đấy, còn mới tinh luôn ạ. Đấy, tôi chưa bỏ ra nhưng mà kia sách hướng dẫn này là còn mới tinh hết đây quý bạn nhá, còn nguyên, kể cả sổ bảo hành cũng còn nguyên đây ạ. Đấy, sổ bảo hành các thứ này là còn nguyên hết này. Đấy, sổ bảo hành này. Đấy, quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe Raptor 2021 siêu lướt đẹp như này đấy ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất này. Ốc bản lề cánh cửa sau này. Đấy, đều nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này còn bảo hành tại hãng rất là dài, vì chiếc xe là mua, là chủ xe là mua cuối năm 2021 đấy ạ. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đây quý vị các bạn nhé. Chỉ 7,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp và 9,5 lít cho trong đô thị. Nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ 6,77 lít thôi quý bạn ạ. Đấy, động cơ 2.0 biturbo rất là khỏe nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu quý bạn nhé. Đấy, rất là nhiều người thích ở cái động cơ của những chiếc xe bán tải đấy ạ, chạy nhiên liệu diesel cho nên là rất là tiết kiệm quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về chiếc xe này thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn rồi, còn rất là mới, rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe mới trong hãng nữa ạ. Và đây là cái động cơ mà Ford cũng đã trang bị cho chiếc Raptor 2021 này, là khối động cơ diesel 2.0 biturbo quý bạn nhé. Rất là khỏe nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, động cơ biturbo nó là như thế đấy ạ. Và về cái động cơ này thì rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, chúng tôi mua về chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, chỉ có rửa qua bên ngoài thôi, chứ còn động cơ này là chúng tôi để nguyên nhá, vì rất là mới. Chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 1 vạn thôi, cho nên là về cái động cơ này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm, có thể mang vào hãng để check xem là còn nguyên bản hay không, có bảo hành nữa hay không, bảo hành đến bao giờ, thì quý vị và bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe Ford Ranger Raptor 2021 mà chúng tôi đang bán đây nhé. Tất cả là còn rất là mới, mặc dù chưa có dọn dẹp gì cả đây quý bạn này, mới nguyên ạ. Nếu như chiếc xe này chúng tôi đem đi dọn cái động cơ này đi thì nó không khác gì một chiếc xe mới luôn đấy ạ. Đấy, và ốc cabo cũng còn nguyên đây quý vị bạn nhé. Đấy, ốc cabo này, về cái cabo này cũng không được trang bị là chỉ ở cái cạnh đâu, chỉ có mặt trước này mới có chỉ thôi nè. Đấy, nhưng mà nó còn nguyên bản đây quý vị bạn nhé, chúng tôi cam kết là nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản và cabo này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, ốc cabo này, ốc cabo này còn nguyên bản luôn này. Đấy, và tấm chắn nóng cách nhiệt này cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ, từ những cái động cơ này còn nguyên bản hết này. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là phần gầm và phần động cơ của chiếc xe Ford Ranger Raptor siêu lướt 2021 này ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản. Hơn nữa là chiếc xe này còn đang bảo dưỡng và bảo hành dài tại hãng ạ. Vì chiếc xe này là mua cuối năm 2021 cho nên là vẫn còn bảo hành dài tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm và mang xe này vào hãng check bất cứ lúc nào mà quý vị và các bạn muốn quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1.399.000.000 đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Raptor siêu lướt 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn chúng tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.